Chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người bắn cái đô đồng của cửa đi hai cánh nhé. Đây cửa hai cánh này. Thì để bắn đô đồng được thì chỗ nào hợp lý thì anh em phải để ý nhé. Thường thường là cái cây cánh bên trái. Đó. Cánh bên trái thì chúng ta sẽ bắn cây đô đồng này. Cánh bên phải để cho cánh bên phải đập vào nhé. Thì cánh bên phải này chúng ta sẽ khuất khóa nhé. Thì mình sẽ chọn được một cánh là cánh bên trái mình sẽ bắn đô đồng. Đó. Anh em lưu ý không để nó thuận tay, tính như thuận tay, nhưng mà anh em tính bắn bên phải bắn cây đô đồng cũng được, nhưng mà bên trái đóng vào thì nó cũng thuận tay. Nói chung là anh em cứ thuận tay nào thì anh em chọn một cánh. Thì thường thường là mình chọn cây bên trái mình bắn cây đô đồng, còn bên phải là khi mà đóng bên trái vào thì bên phải sẽ đập vào bên trái nhé. Ok, mình sẽ quay chi tiết cận cảnh cho anh em xem là cách chứa đô đồng và cách bắn đô đồng như nào cho nó đẹp, cho nó chuẩn nhé. Ok anh em nhé. Đây mình giới thiệu với anh em, đây là cái đô đồng nhá. Đó. Cái đô đồng hệ TMA Vinfa đây. TMA nó như này. Đó. Thì đây thì mình sẽ đặt cánh ở đây, mình sẽ đặt tên, mình sẽ đo, mình sẽ cắt chuẩn cho anh em xem nhé. Anh em xem chưa cắt bao giờ thì cứ làm theo clip mình chuẩn 100% nhé. Đây là cái mặt cắt của cây đô đồng. Đó. Đây nó có cái khe này nhé, khe này là bắt cái chốt rút nhé. Bắt cái chốt rút ở đây. Chúng ta bắt buộc là phải có một cái bịt đầu nhựa này nhé. Đó. Chúng ta sẽ nhét bịt đầu nhựa vào. Đó. Khi nhét vào thì nó như thế này. Đó. Đây là cái mặt dày. Mặt này mặt sau. Mặt này sẽ áp vào cái khung. Và bây giờ mình sẽ đặt lên cho anh em xem nhé. Đây là cái mặt của nó nha. Chúng ta sẽ ốp cái, chúng ta ngửa cái bụng của nó lên. Một thằng này lên. Chúng ta đặt lên bình thường thôi. Và trước khi đặt lên anh em cái mặt này này, anh em phải chèn gioăng vào nhé, để nó không có độ khe hở của nó. Đó. Đặt lên thì cái đô đồng người ta không cắt bằng nha anh nhé. Anh khi trước khi anh em đặt lên này, anh em nắp thằng này vào, tiến hành lắp thằng ke nhựa được vào nhá. Đó, mình sẽ lắp ke nhựa cho anh em. Đó, lắp như thế, lắp khít vậy. Đó, nói này nha. Sau đó anh em sẽ lùi xuống. Lùi xuống. Đó. Mình sẽ quay cho anh em xem. Đấy nha. Khi mà anh em nhét cái ke nhựa này vào nhá. Chúng ta không để như này đâu. Đúng không? Chúng ta không để bằng phẳng như này đâu, không bằng cái thành của nó đâu. Chúng ta phải lùi xuống nhá, lùi xuống. Lùi xuống mặt này, cách cái mặt của đô đồng này 7 ly nhá. Còn đó anh em căn chỉnh cái này này, căn chỉnh cái nhựa này, này bằng cái hèm của nó nhé. Còn anh em đo từ đây xuống cái, từ đây điểm này, cái điểm này là phải tầm 7 ly nhé. Tại sao phải tầm 7 ly? Bởi khi chúng ta lắp cánh vào nhé. Đây cái việc cái khung bao đây, chúng ta lắp vào như này. Đó. Thì nó sẽ lọt vào cái hèm dưới của khung bao nhé. Cái đô đồng này này, nó sẽ lọt vào cái hèm dưới của khung bao. Đó, nó phải như này. Nên là chúng ta không lùi xuống, nên mà chúng ta ở như để như này thì sẽ bị kênh lên nhé, nó sẽ bị kênh không bao lên, kênh hẳn lên, nó không vào cái lọt vào cái hèm của nó được, thì chúng ta cái cánh kia nó không đón được nhé. Chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải lùi xuống, lùi xuống 7 ly. Đó. Lùi xuống 7 ly nhé. Đó. Anh em cứ đo từ điểm này xuống điểm dưới này là 7 ly, hoặc là anh em căn chỉnh cái nhựa này cho nó chuẩn. Đó. Thì nó mới ok được. Đó. Anh em phải lùi xuống 7 ly. Đây là cái hèm, đây cái này cửa này, cửa bằng ngoài nhé. Cái hèm này này. Cái hèm này khi mà chúng ta cho khung bao nhé, nó sẽ ngầm khung bao tầm 3 ly như này đúng không? Đó, anh em phải lùi xuống 7 ly thì bên mặt ngoài thì nó mới khít được như này nhé. Đó. Xong tiếp theo là cánh thứ hai đập ở đây. Giờ mình sẽ cắt, mình bắn lại xong là mình sẽ
đặt vào khung bao cho anh em xem là nó có chuẩn ok như này không nhé. Đó, đây là điểm trên nhé, điểm trên mà chúng ta ấy đấy, điểm trên chúng ta bắt đấy, điểm dưới chân thì sao, quay dưới chân anh xem. Đấy, sau khi anh em lùi xuống dưới là 7 ly nhé, anh em xuống xuống chân bên dưới, ở chân bên dưới đây. Chân bên dưới thì anh em cứ cắt chuẩn luôn đi. Chân bên dưới nhé, chân bên dưới thì cái mặt là mặt ngoài đúng không? Anh em cắt một phát thẳng lại cho mình. Đấy, cắt một phát đây. Và khi cái cánh này này, cái cánh này nó đập vào đây thì nó sẽ không bị hở cái điểm giữa này nhé. Đó, nó trên này như thế này. Đây là cánh thứ hai này, cánh 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 phải này đập vào đây. Không thì anh em, nếu mà anh em có cái kè nhựa bên dưới thì anh em có thể kè trừ đi 7 ly tiếp. Đó, có lọt trong chữ 7 ly. Nhưng mà mình thường thường mình cắt phẳng phát đây. Mình cắt phẳng phát đây để cho nó cánh này nó đập vào đây nó khỏe này. Này, nó có cái hèm của nó. Đây là dưới chân nhé. Đó, dưới chân. Ở đây, cửa đối với cửa đi nhé. Cửa sổ thì chúng ta lại cắt đo lòng chúng ta trừ đi phân tư thì nó mới ok được. Đó. Để chúng ta sẽ bắt cái chút rút. Để chúng ta sẽ cái khe này chúng ta cắt lên đây. Chúng ta bắt cái chút rút cho thả chút rút vào đây thì chúng ta khi chút rút chúng ta bắn hơn lên sàn ấy thì nó sẽ khỏe. Bây giờ mình sẽ cắt anh em xem. Tiếp đến là chúng ta sẽ cái ke nhựa này nhé. Ke nhựa này anh em sẽ bơm keo và anh em đút ke nhựa vào để cho nó khô. Còn để bắn cái thằng này lại. Còn bắn cái thằng đấu độc này này anh em sẽ khoan mồi đây. Anh em 1 này. 1 này. 2 này. 3 này. Tầm 3 4 con vít vào đây. Anh em bắn vít vào. Nó xuyên vào cái khung cái cánh thằng này, bắn vít từ trên này xuống, nó xuyên vào, đó, bắn cho xuyên vào. Còn cái thằng này nhá, thằng này mình cắt phẳng này, đó. Thằng này nó dưới chân mình cắt phẳng. Đây là cái chốt rút này, đó. Đây là cái chốt rút nhá, khi mà anh em cắt xong anh em để chốt rút vào đúng không? Đặt chốt rút ở đây đúng không? Đó như này. Thì chúng ta sẽ cái này chúng ta sẽ bắn lên nền nhà này, khoan lỗ nền nhà này, đó, nó sẽ du lên, đúng không? Đó, đó, ta bắn vít ở đây. Đó, thì anh em cứ cái đố đồng này anh em cứ cắt phẳng với thằng cánh này. Ở khi chúng ta bắn cái chú tút thì nó dễ. Nào anh em cắt phẳng vào cái thằng nó đồng bên trong này. Đấy. Cắt thẳng vào thằng này thì mình bắt cái rút rút đây. Đó, thì nó lộ khoảng cách của cái chút rút này ra nhé, nó rất xấu vì là cánh lên đây mà, thì chúng ta phải bắt cắt thẳng thằng này, thằng này. Đấy. Đây là chút rút mình sẽ bắn như này, đó, bằng mép luôn. Thằng này đập cắn bắn xuống lật nhà, còn trên này vẫn hở 7 ly. Đó, trên này anh em cứ lấy cái nhựa này bằng cái mép thằng này rồi thì ở đây nó sẽ có khoảng cách là tầm 7 ly để cho cái thằng này nó cái hèm này này đập vào khung bao nhé. Bây giờ mình sẽ bắn lại rồi mình sẽ bắn lại, mình sẽ đặt vào khung bao ra anh em xem nhé. Mình sẽ tiến hành mình lấy mũi ba mình khoan mồi nhé, để chúng ta bắn vít nào. Khoan tầm
ba bốn con rồi. Bốn con rồi. Sau đó chúng ta lấy cái mũi 6 và mũi 8 này, chúng ta doa cái lỗ này, doa cái miệng lỗ này cho nó rộng ra, và chúng ta bắn cái con vít là nó sẽ âm con vít rồi nhé. Sau đó anh em lấy vít tầm 5 phân, vít đen được hoặc là vít nốt được hoặc vít gì cũng được, bắn vào nó sẽ âm lại. Thì mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Đó, anh em bắn lại cho vít rồi nhá, vít đây cho vào lỗ ta bắn bình thường lại. Đó, sẽ khéo vào nha. Kéo khung rồi chưa? Kéo khung. Đây nha, mình đã đặt cái cánh vào khung rồi nhá. Mình sẽ quay cho anh em xem nó chuẩn như thế nào nhá. Cái lỗ động này. Cái này nó dưới nền nhà rồi, không sợ đâu. Không sợ lộ lần nước đâu. Nếu mà anh em thích không muốn nhìn cái lỗ thì anh em lấy cái ke nhựa anh em bịt vào nhá. Đó. Đây nhá. Đây khe hở dưới chân này là tầm 7 ly nhá. Đấy, khe bàn đề đấy. Đây là khe giữa này. Đó. Đây là cái bên phải này. Đây là cánh là cánh bên trái nhé. Cánh bên trái, cánh bên phải đập vào. Cánh là cánh bên phải đập vào để cánh là cái khóa này. Đó. Đây bên trên. Đây nhé, bên trên nhé. Trên này, bên trên là khe hở, khe bàn lề nhé. Đó. Khe này là khe bên trên, khe bàn lề bên này. 4 ly hết, đều trong tắp luôn. Đó. Khe này là cho cái khóa, đó, anh em đập vào đây. Và cái cánh này đây. Đó. Đấy, cái nhựa kìa, nó sẽ đập vào cái hèm của nó nhá. Thì nó đón cái thằng này. Đó. Đó thằng cánh thứ hai này, cánh phải này. Đó, để gối lên thằng đấy. Đó. Đây là mặt bên ngoài đấy. Thì cửa là cửa bằng ngoài nhá. Cửa mà trong thì cũng như vậy thôi. Cái đô động này nha, anh em cắt cánh em không phải trừ trước gì cả nhé. Thì cái đô động này nó ở cái giữa của cái thằng hai thằng cánh này. Cái đô động này nó không liên quan đến cánh nhé. Thì anh em cứ cắt, anh em đừng có trừ đô động đô nước gì cả.
cắt chia bình thường thôi, chia bình thường thôi. Đó, khe là khe giữa, cắt trừ bình thường, nó không không liên quan gì. Cái đôi đồng này nó ở bên giữa, nó không liên quan gì đến hai thằng cánh này. Nó chủ yếu là nó bắn vào để nó gối thằng thằng cánh phải này, gối thằng cánh cánh trái để chúng ta cố định để khuất khóa đấy nhé. Còn hai cái đầu trên dưới của cái thằng cánh đôi đồng này, đầu trên đầu dưới của thằng cánh bên trái bắn đôi đồng là có hai cái chốt rút để nó cố định lại, để cho thằng cánh bên phải đập vào để cho rút đi. Đó, bắt chốt màu đen, đây là màu trắng mình thử cho anh em xem đấy. Đó, anh em thấy clip thú vị và hay thì anh em cho mình like nhé. Đây là cửa hai cánh bắt đô động, thì anh em chưa bắt bao giờ thì có thể là nó bỡ ngỡ, nhưng mà bắt quen rồi thì nó đơn giản hơn. Anh em cho một like và đăng ký nhé.